hai ca sĩ có thể nên video review Best Buy Screen Made Up LED Audi xi nhan kiểu Audi A8 đời mi một màu, xi nhan đổi màu chớp tắt. Ở chế độ ban ngày khi chưa mở đời mi, bật xi nhan, bật xi nhan bên nào bên đó chớp tắt làm xi nhan. Đây là LED Audi màu vàng, màu sắc LED có thể tùy chọn theo cầu: trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng, tím. Xi nhan này, đây là chế độ ban ngày khi chưa mở đời mi, các bạn bật xi nhan bên nào bên đó chớp tắt làm xi nhan với màu vàng đặc trưng của xi nhan. Tắt xi nhan, mở đời mi, khi buổi tối các bạn mở công tắc đèn đời mi, hai bên sẽ sáng. Chế độ màu trắng LED Audi, sản phẩm LED Audi sáng liền nét, không thấy bóng. Bật xi nhan, khi bật xi nhan tự động tắt trắng và nổi sen vàng và chớp tắt. Đây là hiệu ứng của Audi A8. Khi bên nào bật xi nhan bên đó chuyển sang vàng và chớp tắt, bên còn lại vẫn sáng chế độ màu trắng, chế độ đờ mi. Tắt xi nhan bật bên này. Đây là hiệu ứng Audi A8 tự động đổi màu khi xi nhan. Và màu sắc LED Audi có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt: trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng. Tắt xi nhan, khi các bạn tắt xi nhan tự động sẽ tự chuyển đổi từ đỏ, từ vàng trở về trắng ban đầu, tất cả hoàn toàn tự động. Tắt tờ mi, khi các bạn tắt tờ mi, các bạn bật xi nhan, LED vẫn hiển thị màu vàng và chớp tắt chế độ xi nhan. Xi nhan này, rồi tắt xi nhan. Video review Best Buy Screen lắp đặt LED Audi, hiệu ứng Audi A8 xi nhan, đờ mi một màu, xi nhan một màu, trắng sang vàng và chớp tắt màu vàng xi nhan. Sản phẩm được thực hiện bởi AK Shop.